Xin chào các bạn, mình đến từ kênh Food Around Us. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một series hoàn toàn mới, Food Trend, review tất tần tật những món ăn đang nổi danh như cồn mà bạn không thể bỏ lỡ. Theo mình nhé. Trong tập đầu tiên, mình xin giới thiệu các bạn một món ăn mới du nhập vào Việt Nam gần đây thôi, nhưng đã làm biết bao người mê đắm. Đó chính là món gà nướng kiểu Thái tại tiệm gà nướng Thái Ban, số 86B đường D5, quận Bình Thạnh, siêu gần trường Đại học Ngoại thương luôn. Có thể bạn chưa biết, Thái Ban là một thương hiệu ẩm thực cực nổi tiếng tại Thái Lan luôn đó nha. Từ lâu, món gà nướng ướp gia vị của thương hiệu gà nướng Thái Ban đã trở thành cái tên quen thuộc, được người tiêu dùng Thái Lan rất yêu thích. Gà tươi được tẩm ướp nhiều loại gia vị, tạo thành món ăn có hương vị đặc trưng, hấp dẫn và phù hợp mọi lứa tuổi. Chính vì điều đó mà ngay khi mới về Việt Nam, món gà nướng này đã thu hút rất nhiều thực khách. Chia sẻ với Food Around Us, anh chủ quán nói rằng, món gà nướng này đã có mặt ở nhiều nước châu Á như Indonesia, Philippines và đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở Việt Nam. Tất cả gia vị tẩm ướp đều được nhập từ Thái Lan về và thực hiện theo công thức của người Thái. Khi nướng, gà được nẹp vào que tre, đặt lên trên lò than với lửa vừa phải, lật thường xuyên để thịt gà chín đều, da bên ngoài vàng ươm, thơm lừng. Để thịt gà chín phải cần tới 60 phút, do đó, tại Thái Ban, đầu bếp sẽ để gà trên lửa liu riu cho chín từ từ, để thực khách không phải chờ đợi quá lâu. Khi ăn, gà nướng được chặt miếng nhỏ, thưởng thức kèm với nước chấm đặc trưng kiểu Thái và rau sống. Không thể diễn tả được hết vị ngon và lời cuốn của món gà nướng này chỉ qua ngôn từ, mà các bạn phải tới tận nơi chiêm ngưỡng các đầu bếp ở đây chế biến các món ăn ngon lành này. Thank you.
chua nữa phải không? Chắc có trong đây. Xin nhắc lại một lần nữa địa chỉ quán gà nướng Thái Ban để các bạn tìm kiếm. Đó là số 86B, đường D5, quận Bình Thạnh. Các bạn nhất định phải ghé thưởng thức, không là tiếc hụi hụi đó nghe. À, đừng quên like, share, subscribe kênh Food Around Us để theo dõi những video tiếp theo trong series Food Trend nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.